chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vừa rồi các bạn có thấy là mình đã đi hái được một trái sầu rất là thơm luôn, chín rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm củi để về lướng quả sầu đấy nhá. Đi thôi. Mình đã kiếm củi xong rồi các bạn ạ. Và lúc ấy mình có kiếm thêm được 3 cái cọc. Bây giờ mình sẽ đóng cọc xuống để gác cái quả sầu riêng lên đây nhá. Vừa rồi thì mình đã đóng xong cọc để cho quả sầu riêng này lên. Bây giờ thì mình sẽ cho củi vào để lướng nhé. Mình ngồi ở đây lướng quả sầu riêng này, gió thổi rất là mát các bạn ạ. Ngắm cánh đồng lúa đang trổ bông, mùi thơm của lúa các bạn, nó nhẹ lắm, mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, mình cảm thấy rất là dễ chịu sau những ngày làm việc vất vả, cảm giác thích lắm các bạn ạ. Mình ngửi thấy cái mùi sầu riêng nó dậy lên rất là thơm. Các bạn chú ý nhá, mình lướng một mặt chín rồi, sau đó mình sẽ lật sang mặt bên kia nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ cùng mình lật quả sầu riêng này nhé. Rất là nóng, thế là mình sẽ hạ xuống bên dưới này. Sau đó mình lật mặt. Wow, thơm quá. Mình là lật cái mặt chưa lướng nhé. Đúng rồi các bạn ạ. Wow, mùi thơm rất là ngậy. Các bạn có gửi đấy không? Thực sự là mình thèm lắm rồi đấy. Rất là muốn ăn nó luôn rồi đấy các bạn. Trong khi đợi sầu chín thì các bạn cùng mình ngắm cánh đồng lúa nhé. Quên mình. Các bạn ơi, mùi thơm ngày càng ngậy. Mà mình thấy sầu của mình nứt ra rồi đây này. Sắp chín rồi đấy các bạn ạ. Mình nướng thêm một chút nữa nhé. Các bạn ơi, sầu của mình đã chín rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra ngoài để thưởng thức các bạn nhé. Rất là lạnh. Wow. Mình sẽ bỏ nó sang bên này. Wow, thơm quá các bạn ạ.
giờ thì mình sẽ dùng con dao này và bổ quả sầu này ra nhá. Hơi nóng. Wow, các bạn nhìn thấy gì chưa? Wow. Một cơm. Mùi thơm ngon quá các bạn ạ. Mình sẽ cho tất cả các múi sang bên này để các bạn thưởng thức cùng với mình. Yeah. Mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Wow. Rất là thơm, béo ngậy các bạn ạ. Rất là ngon. Mùa này là đang là mùa sầu riêng chín. Vừa rồi thì mình đã thực hiện một món ăn rất là đặc biệt, đó chính là món sầu riêng nướng. Nếu như các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì cho mình xin một like và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.